mình cắm vào nó bị gãy đấy. Bây giờ mình thọc cái thanh mới vào mình nướng ấy. Đây, phải, này không phải xương đâu, này là đây là cái cây bên trong chín rồi, chắc là thịt cao cũng chín luôn. Đây, bây giờ mình sẽ review cái thịt này. Thịt bóng đêm của Bảo. Chà, quả trời yêu thích tí, quả trời quý chứ, mình sẽ đập ra và mình ăn. Đúng là, thì có thể là chơi tiền sử các bạn ạ. Đây, mình phải lấy cái lá này, mình xé từng miếng ra. Rất là nóng, tại vì mình mới nướng xong mà. Review ngay. Ui, nhìn cháy giấy mà hôi mà ngon lắm các bạn ạ. À. À, các bạn nhìn này. Đúng là từ